Ngày hôm nay thì em Lê Hương về thêm được một mẫu xe Mazda 6 full option hiện đại, một chủ tư nhân sử dụng từ mới này. Bác nào đang quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu xe Mazda, một thương hiệu nổi tiếng này, đời cao, giá hợp lý thì em có nhé. Mazda 6 đời 2016, số tự động đẹp, mang biển kiểm soát 14 Quảng Ninh, nước sơn màu trắng đẹp, full option hiện đại, lên đèn pha bi cầu, nhiều chế độ lái này. Em này tổng tất cả là có 4 chế độ lái các bác nhé. Và em đang chào bán chiếc Mazda 6 này với giá là 560 triệu. Bác nào đang quan tâm và cần tìm một mẫu xe gia đình xịn, giá nhô 500 thì để lại số điện thoại cũng như là kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790 để em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn này. Mazda 6 thì được bác chủ cũ lên đèn pha bi cầu, số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi và em này là bản 2.0 nhé. Ghế lái chỉnh điện nhớ hai vị trí, đèn pha bi cầu, cảm biến va chạm phía trước, mặt logo lắp của Mazda đặc trưng luôn. Một dàn lốp Michelin cực kỳ dày này. Lốp Michelin là trong cái dòng lốp nổi tiếng rồi, dày dặn, bền bỉ này. La răng đa chấu, phanh ABS, một dàn lốp dày. Xe tư nhân một chủ sử dụng, đăng ký đăng kiểm đây. Giao thông bộ vận tải đây, đến tận tháng 7/2023 có cửa sổ trời, gương kính cụp chỉnh tự động cho em, xin nhan trên gương và có phím mở một trạm thông minh này. Khi các bác mở cửa ra thì em nó sẽ kêu tít tít như vậy nhé. Mazda 6 này ghế lái chỉnh điện, ghế phụ cũng chỉnh điện luôn. Ghế lái thì nhớ hai vị trí và có 4 chế độ lái này full option. Em này nó có chế độ dừng nữa nhá. Chế độ dừng khi các bác dừng đèn đỏ đấy, nó sẽ tự động tắt máy trong tầm 3 giây, 10 giây. Khi các bác mà đi nó lại lổ lên giống như con xe máy Ablet nhà mình đấy ạ. Đề lổ thông minh, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi, điều hòa auto tự động cho em. Mazda 6 2016 bản 2.0 từ khi an toàn trang bị đầy đủ cho em rồi. Máy số ngon, hình thức sang trọng, xe gia đình đẹp đây. 560 triệu em còn thương lượng, còn bớt thêm bao hồ sơ và bao test hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Bệ tì tay chống mỏi của Mazda 6 nó toàn bộ đều là da cao cấp này, với những đường may sắc nét, táp ni táp lô đẹp, móc khóa đây này, ốp mạ chrome sáng choang này. Nội thất bên trong được bọc một bộ ghế da rất là đẹp luôn, một lớp da ST Cushion này, rất là đẹp nhé. Ghế da màu nâu này, ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh điện đều như hai vị trí cho em. Vô lăng tích hợp các phím bấm, đợi chút em sẽ quay đến này. Đề lổ thông minh, phía dưới có thảm rối sạch sẽ gọn gàng. Các bác nhìn này, ốc nhái zin đét cho em nhé. 2016 số tự động đẹp có Mazda 6 cho em ạ. Riêng cái phần gương kính này cũng được bác chủ cũ dán hết cho em cái chống ồn này, giảm tiếng động này, chống nhìn trộm đầy đủ cho em rồi. Điều hòa độc lập trước và sau, có bộ ghế cao cấp bọc thêm thì nó khá là sang trọng luôn, sạch sẽ gọn gàng, trần lỉ sạch sẽ, đèn trần hoạt động hoàn toàn bình thường, điều hòa lóng lạnh hai vùng độc lập cho em nhé. Thảm rối sạch sẽ này, đi chân trần lên xe cũng mát, cũng sạch sẽ luôn đây ạ. Ốc nhái đẹp, táp ly táp lô căng nét luôn, nước sơn màu trắng đẹp, gương kính cụp chỉnh tự động cho em. Một dàn lốp dày Michelin, Mazda 6 2016 động cơ trang bị 2.0, bản lắp ráp trong nước, số tự động đẹp. Trước và sau đều có cảm biến va chạm phía trước, cảm biến va chạm phía sau, có cam lùi, lắp díp bô thể thao. Đó. Em sẽ mở luôn khoang hành lý lên này, dùng khóa khiển cho em, dùng khóa khiển để mở khoang hành lý cho em này. Khoang hành lý của Mazda 6 cũng khá là rộng rãi và sâu các bác này. Khá là rộng rãi và sâu. Đây là cái gì đây? Cối đầu à. Rộng rãi sạch sẽ này. Xem nào, lốp sô cua này. Lốp sô cua dụng cụ tăng kích lốp, những cái phần này vẫn còn nguyên bản cho em nhé. Thật sự quá là đẹp luôn. Một chiếc xe gia đình một chủ sử dụng với 4 chế độ lái, ghế phụ đều chỉnh điện, zin đét toàn xe. Thảm chống nóng giảm nhiệt vẫn còn giữ được nguyên bản cho em. Máng nước hai bên cũng đều là xuất sắc luôn. Tư nhân 14 Quảng Ninh, sức sơn màu trắng đẹp này. Tất cả những đường dập lỗ trên thân xe hay những khớp lối đều khít cho em nhé. Nhìn rất là đẹp luôn. Nốp lát thì dày, các khớp lối thì rất là khít luôn. Nốp dày, la răng thể thao, 4 bánh trang bị phanh ABS này. 2.0 như em này là máy eco, chỉ 7 lít thôi, 7 lít trên 100 km, trong đô thị, còn ngoài đô thị cũng chỉ 5-6 lít thôi. Dòng xe Mazda 6 không hề tốn xăng mà cực kỳ lành nhé, đi sang trọng và đầm chắc này. Đây, các bạn nhìn này, táp ly đẹp luôn, táp ly đẹp, bệ tì tay chống mỏi, gương kính auto toàn bộ cho em. Mazda 6 với nước sơn màu trắng đẹp, 2016, 560 triệu, 4 chế độ lái, ghế lái chỉnh điện này, 8 hướng này, nhớ hai vị trí cho em này. Đây, nhớ hai vị trí này. Tất cả ốc nhái hay là thông số sticker không hề bị vặn mở luôn. Nội thất đẹp. Trên vô lăng thì tích hợp các phím bấm này. Các bác chỉ cần nhìn. Trên vô lăng tích hợp phím bấm, em sẽ lùi ghế xuống một chút để em dễ dàng quay bên trong phần vô lăng này.
Trên vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh có trên vô lăng rồi. Nhớ ga tự động cruise control này. Điều hòa auto này, 4 chế độ lái option miên man luôn. Bệ tì tay chống mỏi đây. Hoặc để đồ cá nhân, bệ tì tay chống mỏi bên trong có tẩu này, có cổng USB này. Sấy sưởi rồi kính trước sau, điều hòa auto lóng lạnh hai vùng. Đề lổ khởi hành start top, hỗ trợ đầu DVD nghe nhạc giải trí này. Mazda 6 2016 560 triệu. Hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, có chế độ ép ọp đây. Áp ọp này là có thể là dừng khi mà mình đỗ xe đèn đỏ đấy ạ. Ốc nhái đẹp nhá. Em sẽ mở luôn cả lắp cabo này, đèn cảnh báo khi mở cửa này. Gương kính thì auto tự động cho em. Chỉ cần các bác bật chế độ lái xe thôi là em nó tự động mở gương kính ra cho mình. Còn không nó sẽ gọi gục vào rất là gọn gàng luôn. Nước sơn màu trắng đẹp, có cửa sổ trời, đầy đủ đồ chơi. Đèn pha bi cầu, 4 mắt cảm biến va chạm phía trước, 4 lắp bản biến va chạm phía sau. Đầy đủ cho các bác nhà mình. 560 triệu bao hồ sơ, còn thương lượng thêm cho các bác nhà mình. Một chiếc xe với nhiều option hiện đại Mazda 6 đây. Còn đây là trung tâm bộ lão của chiếc xe Mazda 6 này, 4 máy khỏe này. Mở cái lắp cabo của Mazda 6 thật sự quá là nặng luôn các bác ạ. Dùng hai tay mới đẩy được Mazda 6 lên, rất là nặng này. Máng nước hai bên này cũng như là phần bệnh hai bên ụ giảm chấn giảm sóc này, còn bút chấm sơn QC nguyên bản này. Máng nước không hề bị vặn mở, cái lắp cabo cũng vậy. Nếu phải nói về Mazda 6 thì cái khoang máy của nó rất là kín, nhìn rất là gọn gàng luôn. Cụm phanh ABS nằm gọn gàng. Máy móc to hầm hố này 2.0 như máy eco, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em ạ, chỉ 7 lít trên 100 km thôi. Đấy là trong đô thị nhá, còn nếu ngoài đô thị các bác cứ mướt chân ga 80-90 thì chỉ 5-6 lít thôi. Thảm chống nóng giảm nhiệt giữ nguyên bản này. Keo chỉ zin, các cái bấm đinh tán này cũng còn giữ được nguyên bản cho em. Cam kết không đâm xô, không ngập nước, zin từ máy cho đến tất cả những chi tiết nhỏ nhất của xe nhé. 2016 560 triệu. Một chiếc xe Mazda 6 đời 2016 với máy số zin đẹp đang được chờ bán cho các bác nhà mình đây. 560 triệu em bao hồ sơ. Và còn bớt nọc ná thêm cho các bác nhà mình. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về siêu phẩm Mazda 6 đời 2016 với 4 chế độ lái. Ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện, nhớ hai vị trí lên đèn pha bi cầu, cảm biến trước và sau nhiều option hiện đại. Bác nào quan tâm và cần tìm một mẫu xe gia đình giá trên 500, để lại số điện thoại cho em hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Em xin phép được đọc lại thông tin của xe này. Mazda 6 số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, ngồi nhiều option hiện đại, 560 triệu, động cơ trang bị 2.0. 11:30 các ngày trong tuần em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Rất mong các bác sẽ vào quan tâm và ủng hộ nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.